Đây là kênh Tuyệt Văn Hóa Stadium thuộc hệ thống Tuyệt Văn Hóa, nơi giới thiệu đến quý khán giả những thông tin độc lạ, những góc nhìn lý thú nhất xoay quanh quả bóng tròn. Anh em nào muốn cập nhật tin tức bóng đá nhanh nhất, hot nhất thì hãy vào kênh Tuyệt Văn Hóa Stadium nói riêng và hệ thống Tuyệt Văn Hóa nói chung. Sau khi lượt trận đấu cuối bảng G và H kết thúc vào đêm qua, 16 cái tên cuối cùng đã chính thức lộ diện để bước vào vòng 1/8 hứa hẹn đầy hấp dẫn phía trước. Brazil và Thụy Sĩ đã trở thành hai đội tuyển mới nhất gia nhập danh sách này sau những kết quả khá bất ngờ. Brazil dù bất ngờ để trận thua tối thiểu trước Cameroon với bàn thắng ở phút bù giờ nhưng vẫn giữ vững ngôi đầu bảng, xếp trên Thụy Sĩ nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ và khi nhìn vào những diễn biến cho đến hiện tại của World Cup năm nay, điều này quả thực rất đúng. Những trận thua chấn động liên tiếp, những lần ngã ngựa không thể tin nổi của hàng loạt các ông lớn khiến cuộc chơi năm nay thực sự là khó lường. Sau khi vòng bảng khép lại, World Cup năm nay đã chứng kiến không có bất cứ đội bóng nào giành trọn vẹn 9 điểm, một điều hiếm thấy trong lịch sử. Phải chăng đây là sự cố tình với những toan tính chiến lược khôn ngoan đằng sau của những đội bóng lớn, đặc biệt khi nhìn vào bối cảnh diễn ra của giải đấu năm nay, lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức ngay giữa mùa giải của các câu lạc bộ, kéo theo sức ép và mật độ thi đấu dày đặc đối với các cầu thủ. Vì vậy, việc tính toán kỹ lưỡng nhằm giữ sức, dưỡng chân vào những thời điểm phù hợp để lấy lại lợi thế cho những thời điểm quyết định là hợp lý. Không phải ngẫu nhiên khi hàng loạt những ông lớn như Pháp, Bồ Đào Nha, Brazil hay Tây Ban Nha đều đã đồng loạt để thua trong những lượt trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Người ta vẫn hay khá nhau rằng bóng đá thường hay bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Và với nhiều người, việc nhiều đội bóng lớn thi nhau ngã ngựa trong các trận đấu vừa qua là sự sắp đặt tinh vi đằng sau đem lại lợi thế lớn nhất có thể cho đội nhà. Tất nhiên, thể thức thi đấu vòng tròn 3 lượt ở mỗi bảng chắc chắn luôn khiến cho mọi đội bóng phải tính toán chặt chẽ cho từng chặng đường cụ thể, sao cho vừa đảm bảo có thể đi tiếp lại vừa chọn được đối thủ cho vòng đấu tiếp theo. Cho đến trước khi các đội ở hai bảng là G và H ra sân ở lượt trận đấu thứ hai, chỉ duy nhất đội tuyển Pháp là đội sớm giành được vé vào vòng 1/8. Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Bỉ đều đã chậm bước lại bằng những trận hòa hay những thất bại ngoài dự kiến. Chỉ qua hai lượt trận đấu đầu tiên của vòng đấu bảng, một loạt những bất ngờ lớn đã xảy ra. Các đại diện của châu Á vốn bị đánh giá là những kẻ lót đường trước khi giải đấu khởi tranh đều đã có những chiến thắng lịch sử. Ả Rập Xê Út và Nhật Bản thậm chí đánh bại hai cường quốc hàng đầu của bóng đá thế giới là Argentina và Đức. Iran sau thảm bại trước đội tuyển Anh ở lượt trận đấu đầu tiên cũng đã có thắng lợi thuyết phục 2-0 trước xứ Wales. Với riêng Nhật Bản, họ thực sự xứng danh anh cả của châu Á với những kết quả cực kỳ ấn tượng tại World Cup năm nay, thắng cả Đức lẫn Tây Ban Nha bằng lối chơi khoa học và chễm chệ ở ngôi đầu bảng E. Trong khi đó, đội bóng láng giềng Hàn Quốc cũng không chịu kém cạnh với vị trí nhì bảng H, cầm hòa Uruguay và quật ngã Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1. Không chỉ có những đại diện châu Á để lại ấn tượng, các đội bóng được xem là không có nhiều cơ hội tiến xa thì các châu lục khác cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các đối thủ mạnh và được đánh giá cao về mặt đẳng cấp. Senegal và Ecuador đã làm cho Hà Lan toát mồ hôi ở hai trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ màu da cam. Ghana dù thất bại trước Bồ Đào Nha cũng khiến Ronaldo và các đồng đội phải chiến đấu đến những giây cuối cùng trong cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Không may mắn như Bồ Đào Nha bị thất thủ 0-2 trước Maroc trong một trận đấu mà các ngôi sao của Quỷ Đỏ như Kevin De Bruyne hay Eden Hazard hoàn toàn bị phong tỏa. Một loạt kết quả bất ngờ của World Cup 2022 tạo ra sự thú vị và khó lường cho giải đấu đang diễn ra trên đất Qatar. Còn với giới chuyên môn, câu hỏi lớn nhất được đặt ra vào lúc này là phải chăng sự chênh lệch đẳng cấp, trình độ giữa những nền bóng đá trên thế giới đã được thu hẹp lại đáng kể, tạo nên những trận đấu cân bằng và hấp dẫn hơn. Về mặt cảm quan trực tiếp từ những kết quả trên sân cỏ, quả thật các đội bóng bị đánh giá thấp đã làm nên tất cả sự bất ngờ từ lối chơi, tinh thần thi đấu đến sự hiệu quả mà họ thể hiện. Điều này đã làm cho các đội tuyển mạnh, giàu truyền thống bất ngờ dẫn đến sự trực choạc và những kết quả không như ý. Ở đó, Nhật Bản là cái tên nổi bật hơn cả với hai chiến thắng trước gã khổng lồ Đức và Tây Ban Nha theo cùng một kịch bản. Đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu chọn cách tiếp cận cầm chừng, thận trọng ở hiệp 1 trước khi bất ngờ tăng tốc và phủ đầu khi giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc với việc dâng cao đội hình, thực hiện pressing mạnh mẽ và gia tăng cường độ tấn công bằng những quân bài tung vào sân như Kaoru Mitoma hay Rissu Doan. Cũng trong bảng E của Nhật Bản, những diễn biến khó lường vừa qua thực sự khiến người ta phải ngẫm nghĩ. Trước khi lượt trận đấu cuối diễn ra, Tây Ban Nha là đội nắm lợi thế lớn nhất khi chỉ cần giành ít nhất một điểm là chắc chắn đi tiếp. Trong khi đó, Đức lại không may mắn trở thành cái tên chịu thiệt thòi nhất sau những kết quả thất vọng ở hai trận đấu đầu tiên. Đài Mannschaft buộc phải giành chiến thắng trước Costa Rica và mong chờ Tây Ban Nha thắng Nhật Bản. Nếu La Roja hòa Nhật Bản, Đức phải thắng Costa Rica từ 2 bàn trở lên mới có thể đi tiếp. Với cục diện này, đội có lợi thế vượt trội là Tây Ban Nha đã có những bước tính toán khôn ngoan để khép lại vòng bảng theo một cách tốt nhất có thể. Cụ thể, nếu thắng Nhật, Tây Ban Nha dĩ nhiên xếp đầu bảng E và sẽ rơi vào nhánh đấu có sự hiện diện của Brazil, đội tuyển được đánh giá rất cao, và Argentina, đội tuyển mà nhiều người vẫn hay nói vui rằng là chân mệnh thiên tử.
Nếu đả bại Croatia ở vòng 1/8, nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ phải chạm trán Brazil ngay ở tứ kết và Argentina ở bán kết. Những cuộc đối đầu cực kỳ khó khăn. Và khi nhìn vào việc kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai, cơ hội tiến sâu chắc chắn khả quan hơn nhiều cho Tây Ban Nha. Không những thế, việc Tây Ban Nha cùng Nhật Bản dắt tay nhau đi tiếp cũng gián tiếp giúp cho huấn luyện viên Luis Enrique và các học trò loại bớt một ông lớn là đội tuyển Đức trong các trận đấu tiếp theo ở vòng đấu knockout. Tất nhiên là ta không thể hạ thấp những màn trình diễn của các đội bóng đã gây bất ngờ ở World Cup lần này. Họ đã có sự chuẩn bị rất tốt trước các trận đấu, hiểu rõ đối thủ và có lựa chọn chiến thuật hợp lý, kết hợp với tinh thần quyết tâm và sự quả cảm của các cầu thủ để tạo nên thành quả cuối cùng. Tuy nhiên cũng cần phải nói một cách công bằng rằng các đội tuyển mạnh đã phần nào đánh mất mình trong những trận đấu này khi sự mệt mỏi và thiếu tính kết nối được thể hiện rất rõ trong lối chơi. Đồng thời những ngôi sao sáng nhất cũng không đạt được phong độ cao nhất. Đó là điều không quá lý giải khi World Cup 2022 diễn ra vào thời điểm giữa mùa giải khi các ngôi sao lớn vẫn đang trong cảnh cày cuốc cùng câu lạc bộ của mình. Mật độ các trận đấu trở nên dày đặc, cường độ thi đấu ngày một khốc liệt hơn, điều ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng của các cầu thủ. Rất nhiều ngôi sao đã không thể đến Qatar vì dính chấn thương, trong khi nhiều người có mặt tại World Cup cũng không đảm bảo thể lực tốt nhất bên cạnh những chấn thương chưa phục hồi hoàn toàn. Điều này chắc chắn khiến sức mạnh của các đội tuyển lớn bị suy giảm bởi đa số các trụ cột đều đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tổ chức World Cup ở Qatar đã là điều gây tranh cãi và không thể chấp nhận với nhiều người, cùng với việc rời thời gian tổ chức sang mùa đông chẳng khác nào cái tát cho các đội tuyển tham dự, đặc biệt là các đại diện của châu Âu. Thay vì có khoảng thời gian nghỉ đầy đủ 3 tuần trước World Cup như thường lệ, việc rời giải đấu sang ngay giữa mùa giải của các câu lạc bộ khiến các đội tuyển tham dự World Cup chỉ còn đúng 1 tuần để nghỉ ngơi. Vì vậy, tuy mùa bóng chỉ kéo dài hơn bình thường khoảng 2 tuần, nhưng việc World Cup chèn vào giữa mùa với khoảng thời gian tận đến 1 tháng đã khiến lịch thi đấu bị dồn lại dày hơn. Các cầu thủ dù có nền tảng thể lực tốt đến bao nhiêu cũng đều chịu bị ảnh hưởng nặng nề bởi tần suất thi đấu quá dày. Đêm nay và rạng sáng mai, các trận đấu đầu tiên của vòng 1/16 World Cup năm nay sẽ chính thức diễn ra. Trong đó, mọi ánh mắt đang đổ dồn về cặp đấu giữa Argentina và Australia. Liệu có một cơn địa chấn nữa sẽ tiếp tục xuất hiện trên đất Qatar, tựa như cái cách mà rất nhiều đội bóng bị coi là nhược tiểu đã tạo ra những bất ngờ nối tiếp bất ngờ ở giải đấu năm nay. Hay là cuộc đối đầu giữa Pháp và Ba Lan, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ chính thức trở thành cựu vương ngay ở vòng 1/16 chăng? Chúng ta hãy cùng chờ đón xem.